dựa trên những thông tin đăng ký của thợ, hệ thống chúng tôi sẽ tính toán và sắp xếp thời gian của cái lượt hẹn sẽ cho vào cái thời gian của thợ. Để đăng ký vào tài khoản, các tóc cần cung cấp những thông tin cơ bản như họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, quận huyện, và từ địa chỉ đã cung cấp, hệ thống chúng tôi sẽ tính toán và tư vấn trên bản đồ của Google API. Tờ đồ này sẽ được hệ thống sử dụng để kiểm tra việc check-in của khách hàng khi đến các tóc thời điểm. Và để lưu trữ lại những đánh giá của khách hàng trong tương lai, chúng tôi sẽ dùng thẻ Barber trên màn hình. Tiếp theo, sau khi đã có tài khoản thì họ sẽ đăng ký một thông tin về lịch làm việc, cũng như là cái dịch vụ sẽ cung cấp cho các tóc. Chúng tôi tiến hành lưu trữ các thông tin như sau. Đầu tiên là thời gian bắt đầu, kết thúc lịch hẹn, ngày của lịch làm việc, ngày của lịch làm việc và trường đã lên lịch thay, giúp công việc làm việc này lần này không còn phải làm một lần. Nếu làm lại một lần thì ngày tháng sẽ được lưu dưới dạng đây phân quan chi như hay là lưu tên của dịch vụ. Khoảng thời gian của dịch vụ sẽ kéo dài 20 phút và giá của dịch vụ. Một thợ được đăng ký nhiều dịch vụ để làm việc khác nhau nên nó sẽ có thể là một chiều như trên màn hình. Sau đây là lưu trình làm việc của khách hàng. Đầu tiên khách hàng sẽ sử dụng ứng dụng di động của hệ thống để tìm kiếm thợ và thợ di động. Sau đó thì khách sẽ được khởi tạo và được thông báo chi tiết cho họ. Vậy là thế nào để hệ thống chúng tôi có thể tính toán được những khung giờ rảnh của thợ? Chúng tôi cần hai thông tin: một là lịch rảnh ban đầu của thợ và hai là khoảng thời gian lịch hẹn sẽ kéo dài. Lịch rảnh của thợ sẽ được tính bằng cách lấy thời gian lịch làm việc mà thợ đã đăng ký của hệ thống ban đầu, trừ đi khoảng thời gian đã bị mất cho những lịch hẹn đã có trước và trừ đi khoảng thời gian di chuyển của khách hàng từ vị trí hiện tại đến điểm của thợ. Tổng thời gian của lịch hẹn sẽ được tính bằng cách dựa trên tổng thời gian của tất cả các dịch vụ mà khách hàng đã chọn cho cuộc lịch. Ví dụ ở đây, họ rảnh từ lúc 8 giờ đến 9 giờ, từ 9 giờ 30 đến 10 giờ, lịch hẹn kéo dài chỉ còn 30 phút. Do đó, hệ thống chúng tôi tính toán được 3 khung giờ đề xuất là lúc 8 giờ, 8 giờ 30 và 9 giờ 30. Sau đó, khách hàng sẽ tiến hành chọn giờ. Ở đây, chúng tôi xin chọn lúc 8 giờ 30 và chúng tôi xin đưa lại các thông tin liên quan đến lịch hẹn như sau. Đầu tiên là thời gian bắt đầu lịch hẹn. Khoảng thời gian lịch hẹn sẽ kéo dài 20 phút. Một lịch hẹn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sẽ có nhiều trạng thái khác nhau như đã đặt, đã check-in, đã check-out, v.v. Do đó khách sẽ không thể lập một kiểu sai story để lưu bên lại thời gian lịch hẹn chuyển trạng thái. Sau khi cắt tóc tại điểm thì khách hàng có thể để lại những đánh giá và phản hồi về chất lượng dịch vụ của họ. Do đó khách sẽ chỉnh sửa điều gì trên. Họ có thể chụp hình lại tóc của khách hàng sau khi cắt để làm một review lưu tâm điểm. Do đó sẽ khách sẽ tính tính và một khách hàng có thể book nhiều dịch vụ cắt tóc khác nhau nên chúng tôi có sẽ quan hệ nhiều nhiều giữa barber service và bookkeeper. Đó là tôi đã trình bày xong phần quy trình cắt lịch hẹn. Trước khi đến với phần demo, chúng tôi sẽ khái quát lại sơ đồ trạng thái của một lịch hẹn từ lúc khởi tạo đến khi kết thúc. Sau khi khách hàng đã đặt lịch thì booking sẽ có trạng thái đã đặt. Khi khách hàng sẽ tiến hành check-in tại điểm, booking sẽ chuyển sang trạng thái đã tới. Và khi họ check out lên hệ thống để tiến hành thanh toán cho khách hàng thì booking sẽ chuyển sang trạng thái check out. Sau đây tôi xin tiến hành demo hai cái này. Cái cách đầu tiên, khách hàng sẽ sử dụng ứng dụng để tìm kiếm thợ. Kính thưa quý vị, trên màn hình là trên màn hình trên bảng là ba màn hình của ba hai ứng dụng ở phía giữa là dành cho các tóc. Ở đây là lâm vùng điện và hai bên là ứng dụng dành cho khách hàng từ lượng là anh đến quốc gia và anh vào Việt Nam. Đối với anh đến vùng điện, chúng tôi có thể chuẩn bị sẵn để làm việc của anh. Thì như quý vị đã thấy, hiện tại các anh em đang có những thợ cắt tóc
sẽ được demo vào cánh thứ hai là hai khách hàng sẽ cùng đặt lịch cho một thợ cắt tóc với những dịch vụ và khung giờ khác nhau. Nhưng giả sử trong trường hợp hai khung giờ đó quá gần nhau thì hệ thống chúng tôi sẽ xử lý như thế nào, bởi vì không thể nào tiếp nhận hai khung giờ gần nhau cùng một lúc, nếu không sẽ gây khó khăn cho việc làm việc của thợ. Nó sẽ được sử dụng ứng dụng quanh nam cũng để cùng một lúc cho anh. Thank you.
làm cái vụ set giờ. Sao lại bây giờ 4:40 là bị lầm giờ rồi. Thay vì nó phải chỉnh cái giờ của hệ thống cho nó tính theo, thì nó chỉnh cái giờ cho máy. Ghê vậy. Thế là chỉnh giờ trong xe, trong cái server á hả? Thay vì chỉnh giờ không tính. Không, cái là con kiểu là lúc mà thay đồ là server nó cộng thêm giờ đúng không? Gắt. Đầu tiên, khách hàng được thực hiện đặt lệnh. Tao cũng quên mất vụ đó. Cứ vậy làm cho cái vụ handle đồ giờ thời gian. Ứng dụng đổi ra nhiều vừa rồi đó. Tại vì là bọn tao đặt đặt xe á, nó tới giờ đó, nó sẽ quá cái giờ xe chạy rồi đó. Mà chẳng hạn để được làm cái gì nữa. Là trước giờ xe chạy nó xin nghỉ, xin hồi ý cái đấy nữa. Giờ bọn tao chỉ nhắm nhắm khoảng thời gian đó. Cả giờ trước rồi. Sử dụng cái fake CBS này. Bọn tao sử dụng cái fake CBS. Thank you.
Ủa là phải quá thời gian đó. Lỡ nó hoàn thành sớm thì sao? Hiện sớm thì đợi thôi. Còn bây giờ nó mới hiện được là nó vậy phải đóng lên khúc nữa để mà khi nó chạy. Thank you.
thì đầu tiên là cái độ dài của mặt. Độ dài của mặt thì được tính bằng khoảng cách từ độ chính tóc đến vị trí của cành. Tiếp theo là độ rộng của mặt là khoảng cách từ giữa này đến thái dương. Tiếp theo là độ rộng giữa này hay độ xương nhân của mặt. Tiếp theo đó là độ dài của xương nhân và độ rộng của chén. Khoảng cách từ mũi đến cành và khoảng cách từ mũi đến nhân. Sau khi đã có các tỷ lệ, chúng tôi tiến hành chia các tỷ lệ đó cho độ rộng của mặt. Khi người dùng hiện gửi hình ảnh của mặt mình lên hệ thống để xác định, hệ thống sẽ tính toán và trả lời khuôn mặt trong giống nhất của các
slide nữa. Còn nhớ là hơn 200 slide rồi. Hơn 200 slide. Còn nhớ là 200 tấm mấy rồi đó. Tôi xin kết thúc buổi thuyết trình ngày hôm nay.